Hello, xin chào ở nhà, quay lại kênh Cá Coi Trần Đức Cường nha. Trời đang mưa ướt cái kiến rồi cả nhà. Hiện tại bây giờ mình đang ở xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Xuống đây quay cho cả nhà xem một cái hồ đang xây dựng và có cảnh quan trong khu sân vườn nghỉ dưỡng rất là đẹp. Nên có gì mình quay cái gì cả nhà tham khảo ha. Đi xuống đây từ sáng, cả nhà có xem được những clip cung đường thì cũng biết mình sẽ đi xuống đây rồi đi về rồi. Đó, còn bây giờ là những cái tập tách riêng hồ cá, mình sẽ tách riêng ra để cho những ai quan tâm tới hồ cá thì xem, còn những ai thích xem cung đường thì xem riêng ha. Mới ăn cơm trưa với bên khách hàng của mình xong, ảnh dẫn đi ăn cơm xong no quá, bây giờ vô đây quay tiếp. Nhưng mà trời vẫn còn đang mưa và hiện tại bây giờ chỉ có là 1 giờ trưa thôi và vẫn còn đang mưa. Mình sẽ không không thể bay playcam quay cái cảnh hồ được, tại hồ cảnh quan cũng đẹp lắm, chỉ có điều chưa có cá thôi. Rồi mời cái nhà theo chân mình vô để mình đo rồi mình xem thử coi ảnh xây dựng sao, rồi mình chia sẻ với cả nhà xem thử, cả nhà có gì tham khảo ha. Ở đây cái nha, đây cái tông chủ đạo của sân vườn là tường trắng, cây mai hoa vườn rồi quá trời. Cổng đã không, cổng rất là đẹp. Để bên mình hôm nay xuống quay cho cái nhà xem sơ sơ về cái hồ đây đó, thấy cái hồ không, để mình sẽ dạo một vòng xung quanh trước rồi cái hồ sau ha. Đó, cả nhà thấy cái hồ không? Còn đây là cái nhà gỗ. Wow, cái nhà này bữa nay mình thấy người ta làm cái cánh quạt bằng gỗ nhiều ghê cả nhà. Đẹp không? Ở giữa có cái đèn nữa kìa. Ở bên này thì có hai cái đèn chùm đẹp ghê. Wow, cái nhà gỗ quá trời đẹp luôn. Đây có một ban đêm mà bật cái đèn lên hết trời ấm lắm ha. Chỗ sau này là sân vườn cây quá trời luôn. Trời đang mưa bay bay. Trời đang mưa bay bay, bây giờ mình ra mình đứng mình hỏi thăm thử coi cái anh thi công ảnh ảnh nói thử sao. Cái hồ rồi cả nhà, cái phần đất đây nó xéo đó, cái phần đất đây nó xéo nên anh là anh tận dụng một cái phần xéo chỗ này để làm cái hồ cá với sân vườn sân cỏ ở đây cũng hay ha, cũng hợp lý quá trời luôn á. Chỗ này sử dụng đá này chẻ ra là lót lót làm đường đi, phía trong kia mai mốt anh lập đồi cỏ nữa. Cái hồ như bây giờ mình xây cái hướng này sao mình đo mình anh tính được số khối của nó không? Thì giờ mình tính theo đường kính đó, đó. Theo đường kính. Nhân cái chiều sâu của nó thôi. Dạ, vậy cái này cái hồ chính đó, không là cái hồ tầm chính khoảng nó bao nhiêu? là khoảng 15 khối ạ. Hồ chính là khoảng 15 khối. Cái lọc nó nằm ở đâu lận anh? Lọc bên đây. Nằm ở trong luôn hả? Ở đây dưới cái hầm đen này. Nguyên cái hầm đây. Vậy diện tích rồi. Vậy là cái lọc nó nằm đúng xa rồi. Cái hồ dữ ha. Đúng rồi. Ở đây mình hết diện tích rồi. Ở ngoài hồ chính này mình làm mấy hút đáy anh? Hai hút đáy. Đây một cái hút đáy. Hút đáy anh đi ống 60 hả? Không, cái hút đáy đây, ống hút đáy 114 đây. Đây. Là hai ống hút đáy 114. Mấy ống hút mặt anh? Hai hút mặt. Hai ống hút mặt là 60. 60. Còn cái ghế đó để gì trong đó vậy anh? Để cái máy bơm để mình bơm. Bơm nước ra ngoài để vệ sinh đó hả? Vệ sinh thôi. Là hai hút đáy 114, hai hút mặt 60. Là mình đi về ô lắng số 1. Đây. Ô lắng số 1 là anh đi từ đó ống qua đây luôn hả? Đúng rồi. Ô lắng số 1 ở đâu anh? Phía kia hả? Phía này. Đây. Phía này. Đây anh lên thẳng một hàng ở đây. Vậy ô lắng này anh có để chứa gì không? Cái này thì mình để cho lọc. Cho lọc. Chổi à, chổi lọc với UV. Cái ô này cứ kích thước là nó bằng mấy ô này luôn hả anh? Đúng rồi. Nó ngang cỡ 70 không anh? Nó cỡ đúng rồi, 60 70 gì đó. Vậy cái tổng hết này khoảng mấy khối anh? Cái tổng hết này mình tính là nó khoảng 4 khối mấy 5 khối. 4 khối mấy 5 khối. Là mình chia ra làm 4 ô. Ống thông ngang thì anh dùng là 5 ống 114 hả? Đúng rồi. Anh đi zigzag trên dưới. Ô số 2 là mình chứa gì anh? Gì mắc. Ô số 3. Thì mình cái nét với cái đá lông vũ mình đó. Đá lông vũ với cái nét. Thì mình qua đây nữa. Rồi ô số 4 là ống luồng đâu anh? Để phía kia hả? Đúng rồi. Anh đi mấy ống luồng. Ủa ống đâu không thấy ta? Đây hả? Một cái ống của bơm khác với một cái ống của bơm luồng. Vậy là anh đi chia ra hả? Đúng rồi, mình qua bển rồi mình phải chia ra. Bên đây thì mình bơm vô một ống thôi. Vậy ở đây mình ra. Ở đây anh xài bơm gì á? Dây bao 55 khối. Một bơm dây bao 55 khối với bơm inox hả? Bơm tăng áp mấy bơm nửa ngựa là lên thác hả? Dạ đúng rồi.
À vậy là ông đi anh đi ống 34. 34. À là hai ống. Vậy cái ống luồng 34 là anh ra quá trời luồng hồi nãy em thấy phải không? Đúng rồi đó. Mình nghĩ là nó tới 12 luồng á. À anh ra tới 12 luồng. Đây ở đó là mình 6 luồng, luồng trên là luồng dưới, ở đây cũng vậy. Đây là anh định thổi hướng nào, hướng Đó vòng mình dài quánh co, đúng rồi. quánh co vòng dài hết, Co vòng vòng à cho đi nó vòng 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 tạo vòng dòng vậy. nước chạy vòng vòng á, À cá dạ nó bơi ok. khỏe. Như cái nền đất này mà cái hồ 15 khối với cái lọc 5 khối là 20 khối thì mình có đóng xà cừ hay đóng cực cọc gì không anh? Không, cái này mình chỉ lăm le đá 46 Lâm rồi lề đá mình, 46. quan trọng là cái mình đổ cái lớp bê tông dưới á, Anh đổ phải đường bê sắt. tông. Đường gì Anh đang sắt rồi, sắt mấy? sắt 10. Là sắt 10. Là một lớp hay hai? Hai lớp, Hai tấc lớp. rưỡi, tấc rưỡi vậy. Là anh đi ống xong Đúng rồi. mình mới lên lớp sắt. Đúng rồi. Rồi mình bắt đầu đổ hai lớp sắt rồi bắt đầu mình đổ bê tông. Đúng rồi. Vậy là bê tông là 15 cm. Rồi bắt đầu mới lên tường, thì tường mình xây hay là đổ bê tông anh? Tường mình xây, mình xây tường ngoài, Xây lớp tường trong mình đổ ngoài, bê tông. lớp trong đổ bê tông Đúng nữa. rồi, đúng À rồi. vậy mình lớp trong mình có bỏ sắt không? Bỏ chứ. Bỏ sắt luôn, cũng sắt 10 Thì luôn. mình, đúng rồi, mình đưa sắt mà. À vậy là cái miếng nền dưới cái tường là nó đan với nhau luôn đúng không? Nó Đúng đều rồi. đổ một lần luôn. Giống như mình xây là chứ mình làm cái vách thôi, mình khỏi tấn cái pha thôi. Vậy mà sao đổ có pha mà đổ công công hay vậy? Mình đang lưới, mình đổ là kiểu mình đang lưới á, chứ trong mình không đóng cái pha. À ở trong không đóng mà Đúng đan lưới. rồi. Đang lưới mà lưới như lưới mà mắc cá con lưới sàn cát mình đó. Mình À đổ tới đâu thì mình biết nó rỗng tới đó mình vùi luôn. dạ vậy chủ yếu cái thác đá này mình vừa sử dụng là đá cổ thạch hết ha. Đúng rồi. À, chừng này bữa giờ anh ráp là mấy tấn? Cái hàng đá này là mình kêu một đơn vị bên thi công cái hòn này riêng, À nó làm là 85 triệu đó. 85 triệu là anh có biết được số lượng bao nhiêu tấn không? Không, mình không có Không, nắm số lượng không tấn. nắm được số lượng. À anh thi công khoảng bao nhiêu ngày xong anh? Nó làm khoảng 5 ngày hả? Cái thác nó cao không bao nhiêu anh? Nó 2,2 m á. 2,2 m hả? Ủa sao trình cao hả? 2,27 m. Cái tường mình là như ta, cái tường rào Vậy mình là 2,5 m đúng không? Hai mét vậy là đúng là 2,7 m chứ em nghĩ 2,7 m. 2,2 m sao cao dữ. À, tận dụng cái khu đất hình tam giác này thiết kế cái hồ cá này hay ghê á. Hồi xưa đấy là nó mình chỉ làm hàng rào thôi, À cái dạ sân mình tính trồng cỏ đây nè. dạ Cái chủ đầu tư muốn làm một cái hồ cá coi thì mình đưa vô cái ốc này nó thấy nó rồi tiện đó. tiện phải không? Rồi còn cái ống ở dưới đó lên có cái ống nhỏ nhỏ thì vô đó là ống oxy anh, Cái đúng rồi, hai cái oxy, hai oxy là anh hai đi ống cái ống mình đi 34 luôn. 34 đang cho mình luồn À thôi, ống mình luồn cái 34 luôn. ống trong thôi, nữa mình Dạ có hai đổi gì đó mình luồn cho dễ thôi. à rồi còn cái đèn đây là anh bật chiếu vô thác. Đúng rồi, À với chiếu mặt nữa mình lắp những cái đèn ở dưới đá nè. à Vậy đó. nếu mà bây giờ ví dụ như chia cái hạng mục riêng cái hồ cá này không thì chi phí đầu tư khoảng bao nhiêu cho cái hồ hai chục khối nước nè? Cái hồ này hết luôn nó khoảng 170 triệu đó. 20 khối, 170 triệu. Đúng À, rồi. vậy là cũng tương Nhưng đối mà cũng đúng rồi, ok. nhưng mà ví dụ như nếu mà mình làm nó full hết là nó khoảng một khối, mình tính trường một khối là khoảng 90 triệu. À là full là cả ví dụ như Đúng rồi, cây cây cối cỏ nữa đồ đúng luôn. không anh? À vậy là khoảng chừng chừng đó tiền, vậy là chi phí ở dưới này vậy là cũng ok đó. Vậy là cái thác chỗ kia anh phải đổ vô một cái lớp bê tông nữa rồi mình mới dựng cái thác lên. Đúng rồi, Vậy là lúc mà mình bỏ nước thì nó cao tới đó không anh? nó cao cách hàng đó nó xuống khoảng một tấc. Vậy là cái tường đó em nghĩ mai mốt chắc anh cũng phải sơn luôn Đúng chứ rồi, đúng rồi, nó ở đó đây mình mới tô sau đó, mình à tô à sau cái này anh đúng mới rồi. tô hả? Đúng rồi, À mình sơn sạch. ồ bây giờ trời đang mưa lớn lắm đó nha, đứng đang mấy anh em đang đứng ngoài mưa để nhờ ảnh nói cái thông số cái hồ cho cái nhà tham khảo. Ủa cái tủ điện anh để bút bên kia luôn hả? Đúng rồi, rồi Ồ hệ thống điện về bên đó mình xử lý cho dễ. dạ ủa sao hồi đó mình đi cái ống luồng mà một ống 34 mà chia ra nhiều vậy thì anh chia nó như thế nào ta? Mình chia đưa ra đây nè, ra đây cái mình đưa ra đây mình đưa giữa mình quýnh một cái tê à qua bên nhánh, qua đây nhánh à cái nhánh đó mình kẻ thêm cái tê nữa à để cho áp lực những cái này nó đều với nhau. à là anh tính được cái áp lực chia đều rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Mà bây À giờ cái máy mình về mình phải thử nữa, mình coi coi nếu mà mấy mấy cái ống nè à nó khỏi luồn, coi ống nào yếu ống nào mạnh đó mình gắn thêm mấy cái quai mình tiết chế nó lại nữa. à dạ là lúc lúc đầu bên bộ phận tư vấn em nó biết cái ống vàng ống này chưa ta? Chưa biết hả? Là không có nói vàng ống này hả? Tại vì anh cứ thử đi, tại em nghĩ cái máy 55 khối đó là máy bơm tạt, thì máy đó là Nó hơi dành cho nhỏ ống, nha. đúng rồi, máy đó dành cho ống bự. Thì anh cứ thử đi, nếu không ấy ok thì bên em sẽ đổi lại cho anh bơm tăng áp Rồi, để cho nó phù hợp với ống này. ok. Tại cái ống lên thác là cái máy lên thác là ok rồi đó, nhưng mà cái máy luồng thì em sợ nó sẽ không phù hợp. Thì anh cứ test đi, có gì thì báo cho bên bộ phận tư vấn bên em nó đổi cho.
Rồi ok, hồi nãy giờ ảnh có chia sẻ được hết những cái thông số rồi cả nhà nắm bắt ha, có gì mình tham khảo. Đang đứng ngoài mưa quá mấy anh em bước nhẹp luôn á. Vô vô trò đi anh. Vậy cái công trình chừng nào xong anh? Chắc nếu thả cá luôn, mình chạy vi sinh thả cá khoảng nửa tháng nữa chứ. À nửa tháng nữa hả? Nhưng mà mình chỉ chờ thôi chứ mình đâu còn làm gì nữa. À dạ. À, chơi nhà giống như phong cách hồi xưa mà chơi đồ điện là điện hiện đại không à? Dạ. Cái này mình lắp điện thông minh. À dạ, chơi điện thông minh không à? Mà bữa nay em thấy xài cái quạt này nhiều ghê luôn á ta. Đẹp ghê á. Là chỗ này giống như cái chòi ăn nhậu vậy đó, có cái nhà vệ sinh bên kia. Còn có cây lộc vừng đã không? Có gốc đã à? Đi tham quan cái nhà vệ sinh nha cái nhà. À cái chỗ này mấy bố phải làm cái đường đi khác hay sao anh, nó ngập rồi. Đúng rồi. Vậy là mình phải làm cái ống rút nước hả? Ý là anh muốn giữ cái bãi cỏ này luôn chứ gì đúng hay rồi. Sao? Nó sẽ mưa xong nó sẽ rút xuống. À nhưng mà ý là nếu trong lúc trời mưa là không đi được. Đúng rồi. Ở đây là bây giờ đi cái này để ngắm cây thôi. À ngắm mình cây không thôi. Có đi đâu được này. À. Ý sợ mấy bố chủ nhà đang ngồi nhậu đây mà trời mưa sao đi toilet. Thì tính được ai lên đèn là anh bật đèn lên là đẹp không? Thì tính cái đường đó nữa. Qua sân nhiều giỏng vậy, giỏng của mấy anh em thi công hả? À. Gần xong rồi, hoàn thiện rồi, gần xong rồi, còn mấy chắc nữa. Ví dụ hết hết nguyên cái khuôn viên này bao nhiêu mét anh? Bao nhiêu ta? 800 mấy mét vuông đó. 800 mét vuông. Hết hoàn thiện hết cái công trình này khoảng khoảng nhiêu anh? Nó tỷ ngoài ạ. À, tỷ hơn tỷ. Đúng rồi. Dạ. Hơn tỷ rưỡi. Hả? Hơn tỷ. Hơn tỷ tới tỷ rưỡi là xa lắm á. Hơn tỷ rưỡi. Hơn tỷ rưỡi hả anh? Ở đường trình phải hơn tỷ rưỡi hả? Là tính nhà, à, gỗ đồ luôn ha. Cái đất này xưa đất nó nằm ở dưới á, sâu. À. Cái đất xưa nó nằm sâu. Đất làm cao lắm. Đất không là anh mua 2 tỷ mấy rồi đó, là tính luôn làm hết này luôn là 4 tỷ. À là mình ý là anh tính cái giá tiền đất nữa hả? À, đất à, luôn, đất không dạ, tính. Là 4 tỷ mấy, cho là 4 tỷ thì cả đất. Dạ. À, chủ yếu là để chắc say này chắc để lâu lâu ra uống cà phê hay nhậu thôi. À, rồi cả nhà, nãy ở trong đó thì cả nhà thấy về cái hồ này như thế nào thì để lại bình luận bên dưới cho mình biết ha. Mình có chút góp ý về vấn đề là cái ống luồng. Thì đối với cái hồ 15 khối thì mình nghĩ là mình đi cái ống luồng ít nhất là phải 42 ha. Và mình cái chiều sâu của hồ này thì mình thấy là không cần làm luồng mặt và luồng đáy. Chỉ cần luồng chính giữa là ok. Mình thấy chiều sâu hồ này khoảng chừng 80 thôi. Là thứ nhất, thứ hai là về ống luồng thì mình nên làm ống 42 trở lên để mình sử dụng được cái bơm tiết kiệm điện. Còn khi mà mình sử dụng luồng nhỏ thì mình bắt buộc thì mình phải sử dụng bơm tăng áp. Thì bơm tăng áp cả nhà biết rồi, nó rất là nhiều tiền điện, từ 1 ngựa 2 ngựa trở lên, để cho mình muốn được có một cái luồng nó ok để nó đẩy phân về cái lỗ hút đó. Nên cái này là góp ý của mình về cái hồ đó thôi, chứ cũng không có góp ý gì nhiều hết. Cả nhà cứ tham khảo, còn lại là cả nhà tham khảo thôi, chứ còn mình không có bắt cả nhà phải làm như vậy hay là như thế nào hết. Còn về cái bơm mà bên bộ phận tư vấn giao là 55.000 thì trước mắt là mình nghĩ là chắc không sử dụng được đó. Nhưng mà có cái là về điện thì nó sẽ ít hơn, nên bây giờ cứ để cho anh test, anh cảm thấy luồng ok thì anh sẽ sử dụng, còn không được thì mình sẽ đổi qua bơm tăng áp đó. Thì mai mốt có gì cả nhà làm ống to hơn để đỡ tốn tiền điện nha. Rồi hẹn gặp lại cả nhà ở trong video tập kế tiếp. Bye bye. Bắt con về chiên nha các bạn.